bạn, chào mừng các bạn tới thế giới đèn của Nanlai. Mình là Ngọc đây. Như các bạn đang thấy đây, hôm nay trên bàn mình đây là một hộp rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà không biết ở bên trong đó nó là cái gì nhỉ? Bây giờ hãy cùng mình đi khám phá thử nhá. Đây thì trên bàn mình đây chính là bộ Bubblebub 10C 4 kit mẫu mới nhất trong năm 2022 này từ nhà Nanlai. Và mình rất là vinh hạnh khi là người đầu tiên được unbox sản phẩm này. Thì các bạn thấy đây, một cái hộp rất là xịn sò từ bên hãng. Thì bây giờ mình sẽ nói về nhân vật chính trước nha. Đầu tiên đấy chính là bốn bóng đèn RGB siêu xịn như thế này đây, với chỉ số CI là 95, TLCI là 97, gần bằng với ánh sáng tự nhiên. Và cái nhiệt độ màu của nó là từ 2700K cho tới 7500K nha. Ở đây thì chế độ CCT 2 màu này, và đặc biệt là có tới 15 hiệu ứng. Chính vì vậy thì nó sẽ giúp cái thước phim của bạn thêm màu sắc hơn và thêm độc đáo hơn đấy. Với bộ đèn Bubblebub 10C 4 kit này thì về cơ bản nó sẽ được làm bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn. Và ở mỗi đèn RGB này thì nó sẽ có những cái khe tỏa nhiệt. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm đi, nếu mà mình sử dụng trong một thời gian dài thì cũng không có lo là bị quá nhiệt đâu nhá. Vì ở đây nó đã có những cái khe tỏa nhiệt ra rồi. Đi kèm theo bộ đèn này đấy chính là hai chuôi đèn để các bạn có thể cắm điện trực tiếp để sử dụng, hoặc là hai chuôi đèn để có thể sử dụng pin. Tuy nhiên trong một số trường hợp nào đấy mà các bạn quên đi những cái chuôi đèn này thì cũng đừng lo lắng gì cả, khi mà ngay trên thân đèn sẽ có cổng USB-C để các bạn có thể cấp nguồn trực tiếp vào. Thật là tiện lợi phải không ạ? Tiếp theo tới phần là làm sao để có thể sử dụng bộ kit này. Nhìn thì có vẻ là hơi phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên thì sử dụng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên ở trên mỗi bóng RGB thì chúng ta sẽ có những cái nút điều khiển. Ở đây thì sẽ có công tắc là nhiệt độ màu này, những cái mode này hoặc là CCT. Tuy nhiên thì ở trên bóng đèn này thì nó chỉ là những cái màu cơ bản thôi. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng thêm nhiều màu sắc hơn nữa thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển kèm theo. Và ở đây thì sẽ có tích hợp một cái màn hình OLED để thể hiện thông số của sản phẩm này. Sẽ có tới 15 hiệu ứng, vậy nên là nó sẽ giúp cho cái thước phim của bạn thêm nhiều màu sắc hơn này, sáng tạo hơn này. Và ở đây bốn cái bóng đèn RGB thì sẽ đi kèm theo là bốn bộ điều khiển này nha. Ngoài việc điều khiển bộ đèn này bằng remote thì chúng ta sẽ có một cái sự cải tiến hơn. Đấy chính là các bạn có thể điều khiển từ xa thông qua một cái app mang tên là Nanlink bằng smartphone nha. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay bộ Bubblebub 10C 4 kit này. Trên đây là một số thông tin cơ bản về bộ đèn kit của Nanlai. Hiện tại thì sản phẩm đang còn sẵn tại Kingcom Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye bye!